Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì trạng thái ít đến quang mây, ban ngày trời có nắng sớm, với mức nhiệt trưa chiều tăng nhanh lên ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ, trời hanh khô. Sau đó từ đêm nay sang ngày mai, mùng 4 tháng 11, một đợt không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ khiến cho khu vực phía đông bắc bộ xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt theo đó giảm mạnh, cao nhất ngày chỉ trong khoảng từ 23 cho tới 26 độ. Đợt rét này sẽ duy trì đến khoảng ngày mùng 7 tháng 11, sau đó suy yếu dần. Cũng chịu sự chi phối của trường gió phân kỳ bắc đến tây bắc, vì thế các tỉnh thành phố miền trung vẫn trong giai đoạn ít mưa, toàn miền đều có nắng sớm. Nền nhiệt ban ngày vì thế tăng nhanh, cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ. Về đêm và sáng thời tiết cũng duy trì ngưỡng lạnh với mức nhiệt chỉ từ 22 cho đến 25 độ. Riêng vùng núi Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có nơi dưới 22 độ. Dự báo cũng từ ngày mai mùng 4 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong núi gió đông trên cao, nên các tỉnh bắc và trung trung bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài đến ngày mùng 6 tháng 11. Thời tiết ở các tỉnh thành phía Nam trong hôm nay sẽ bắt đầu có những thay đổi. Trước tiên ở khu vực miền Tây Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 5 đến 8 độ vĩ Bắc, nên trong chiều và tối nay mưa bắt đầu quay trở lại, diện mưa ở mức rải rác đến nhiều nơi. Mưa trở lại, nắng yếu hơn nên nhiệt độ hôm nay ở Nam Bộ giảm xuống còn từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ vẫn ổn định ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Trong đêm qua, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thêm thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc trong ngày hôm nay. Như vậy, bão số 7 sẽ không gây ảnh hưởng tới thời tiết nước ta. Đây sẽ là tin cập nhật cuối cùng của chúng tôi về cơn bão này. Tháng 11 vẫn là cao điểm của mùa mưa bão trên Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau cơn bão số 7, trong tháng này Biển Đông có thể sẽ đón thêm 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.